Hey, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cách update PP version và update composer version ở trong Laragon. Tiếp tục ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một tính năng rất là hay ở trong Laragon, đó chính là nó cho phép chúng ta sử dụng HTTPS ở dưới local. Làm thế nào để chúng ta có thể cấu hình được nó? Ở một số dự án thì các bạn có thể là không cần sử dụng HTTPS ở dưới local. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ cần sử dụng HTTPS ở dưới local, và quan trọng hơn là chúng ta muốn đồng bộ về môi trường chạy ở dưới local với môi trường khi mà các bạn chạy sản phẩm của mình ở trên production, thì chúng ta muốn có sự đồng nhất, tất cả nó sẽ về HTTPS. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì trong Laragon nó đã tích hợp sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần một bước config rất đơn giản là chúng ta có thể sử dụng được. Thì như ở video trước mình có nói đến, nhưng mà mình chưa có làm rõ cái config này, nên hôm nay mình sẽ nói lại để các bạn có thể nắm được. Thì để sử dụng HTTPS ở trong Laragon thì các bạn chỉ cần vào phần config, và ở đây các bạn chỉ cần bỏ cái tích Apache đi, vì chúng ta đang sử dụng Nginx là web server. Chính vì vậy chúng ta sẽ enable cái SSL ở trong phần Nginx và đổi cái cổng của nó về 443 như thế này, được chưa? Sau đó các bạn tắt nó đi. Bây giờ các bạn start lại server. Đó, start server lên, nhấn Z nhé khi mà Windows hỏi, được chưa? Các bạn nhìn thấy cái chìa khóa màu xanh ở đây có nghĩa là chúng ta đang sử dụng được HTTPS rồi. Đây, SSL này, SSL enable rồi, và chúng ta thử chạy web của chúng ta lên thì mặc định của chúng ta đang chạy ở đây nó là HTTP thường. Khi mà chúng ta chuyển nó sang HTTPS thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chạy được HTTPS như thế này. Đó, thì với HTTPS thì nó sẽ bảo mật hơn rất nhiều so với HTTP thường. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu về HTTP và HTTPS nó khác nhau như thế nào, thì các bạn sẽ hiểu ý nghĩa vì sao chúng ta nên sử dụng HTTPS khi mà run một cái product của mình, được chưa? Thì video này nó chỉ đơn giản như vậy thôi, giới thiệu cho các bạn cách sử dụng HTTPS ở trong Laragon, và các bạn hãy config nó dưới local, nó cực kỳ đơn giản. Đó, mình xin kết thúc video ở đây, các bạn hãy thử nó trên máy của mình nhé. Chào các bạn.